vợ chồng Chi Bảo, Bình Minh ăn chơi ở Thái Lan. Mừng sinh nhật bà xã Lý Thùy Trang, Chi Bảo đặt tiệc ở nhà hàng 5 sao tại Bangkok, mời vợ chồng Bình Minh, diễn viên Kim Thư và vài người bạn thân trải nghiệm các dịch vụ sang chảnh tại xứ Chùa Vàng. Lý Thùy Trang cho biết hôm 10 tháng 6 là sinh nhật lần thứ 36 của cô. Nữ doanh nhân hạnh phúc ngất ngây khi được ông xã Chi Bảo chuẩn bị sẵn một buổi tiệc đáng nhớ tại Bangkok. Chồng tôi đặt tiệc trước một tuần, ở một địa điểm sang trọng, trong tòa nhà Lebua nổi tiếng, có tuổi đời 30 năm tại Bangkok. Anh mời cả vợ chồng Bình Minh, anh Thơ, chị Kim Thư và một số bạn bè thân với chúng tôi tham dự. Bữa tiệc gồm những món ăn siêu ngon, trang trí ấn tượng, bắt mắt như trứng cá caviar, tôm hùm, sò điệp, Lý Thùy Trang tiết lộ. Ngoài thưởng thức buổi tiệc với đủ món xa xỉ tại nhà hàng 5 sao, vợ chồng Chi Bảo cùng các vị khách còn dành thời gian tham quan, ngắm toàn cảnh thủ đô Bangkok từ tầng thứ 64 tòa nhà Lebua, tận hưởng các dịch vụ ở đây. Diễn viên Bình Minh cho biết nhà hàng, quán bar vợ chồng anh cùng Chi Bảo, Lý Thùy Trang và những người bạn ngồi nhâm nhi, trò chuyện với nhau là địa điểm tai đến Bangkok cũng mong muốn một lần đặt chân tới chụp ảnh, check-in sống ảo. Theo Bình Minh, Chi Bảo rất khó khăn mới đặt được phòng để tổ chức sinh nhật cho Lý Thùy Trang. Trong tòa nhà Lebua, tôi đã có một đêm tiệc đáng nhớ bên gia đình và các anh chị bạn bè thân thiết, với đồ ăn không chê vào đâu được và không gian đẹp mê ly. Tất cả là nhờ ông xã dễ thương, chu đáo, xứng đáng được chấm điểm 10, Lý Thùy Trang nói. Nữ doanh nhân tiết lộ nhà hàng, quán bar nơi vợ chồng cô và bạn bè tới được xếp loại fine dining sang trọng, yêu cầu thực khách phải ăn mặc lịch sự. Vì thế, Chi Bảo vốn thích mang dép cho thoải mái nhưng đã phải đem sẵn một đôi giày để thay vì nơi này từ chối phục vụ khách mặc quần áo thể thao, dép xỏ ngón, dép đi biển. Để vào đây, đàn ông cần tránh diện quần ngắn trên gối, áo sát nách. Quy định này cũng áp dụng đối với trẻ em trên 7 tuổi và đi kèm bố mẹ thì mới được phép vào cửa. Riêng khu vực quán bar chỉ dành cho khách trên 20 tuổi. Tòa nhà Lebua với nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao từng là nơi ca sĩ Hồ Ngọc Hà đón sinh nhật bên ông xã Kim Lý và những người bạn thân năm 2019. Đây được xem là điểm đến nổi tiếng hút khách du lịch trên bản đồ ăn chơi của xứ Chùa Vàng. Sau khi xuất hiện trong một bối cảnh của bom tấn Hollywood The Hangover Part 2, Ba Chàng Lính Ngự Lâm năm 2011, tòa nhà Lebua càng trở nên nổi tiếng với du khách nước ngoài lẫn dân địa phương. Nhờ vị trí đắc địa, thực khách có thể vừa thưởng thức bữa tối, vừa ngắm cảnh hoàng hôn đẹp giữa thủ đô Thái Lan. Tòa nhà Lebua nằm ngay bên sông Chao Phraya nên sau khi ăn tối, du khách có thể đi dạo một vòng các điểm tham quan gần đó như Asitip, Đền Wat Suan Flu, Đền Wat Giang Nawa. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.